Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 7, đồng chí Đặng Sơn Phong, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương và đoàn công tác trung ương. Cùng tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Giang, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã thông tin khái quát với đoàn công tác trung ương về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là kết quả trên một số lĩnh vực như xây dựng Đảng và tổ chức hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội với bốn trụ cột chính: củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự phấn khởi hoan nghênh những nỗ lực đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong thi đua phấn đấu để đạt được những mục tiêu phát triển mới. Đồng chí tin tưởng với vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Bắc, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát triển nhanh, vững chắc, không chỉ tác động tích cực đến cả vùng mà còn có ý nghĩa với cả nước. Chuyến thăm và làm việc tại Lào Cai của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Trung ương nằm trong chuỗi hoạt động khảo sát, kiểm tra tình hình của Ban tuyên giáo Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ